Năm 1999, Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được ban hành đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hoạt động này tại Việt Nam. Đến năm 2010, Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ người tiêu dùng và sau đó là các văn bản hướng dẫn quy định chi tiết để hoàn chỉnh khung pháp lý quy định hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam. Ngày 10 tháng 7 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định công nhận ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 hàng năm nhằm đưa luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến với người tiêu dùng và doanh nghiệp, sự kiện giúp định hướng trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình. Đồng thời, ngày hội cũng góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng, ý thức bảo vệ bản thân của người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh tiêu dùng lành mạnh, kích thích tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong thời gian qua, xuất hiện tình trạng kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu biến tướng, tiềm ẩn các hành vi có tính chất lừa đảo, một số tổ chức đa cấp bất chính giả mạo, trang bị nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nhiều người để lôi kéo, kêu gọi các thành viên tham gia mạng lưới đa cấp phi pháp. Ngày 8 tháng 1 năm 2021, Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định phê duyệt đề án doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025. Theo đề án, đối tượng tham gia chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng là tất cả các tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, đang thực hiện hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại thị trường Việt Nam. Đối tượng thụ hưởng của đề án bao gồm doanh nghiệp và người tiêu dùng. Mục tiêu của đề án nhằm thúc đẩy văn hóa kinh doanh vì người tiêu dùng của doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng kinh doanh lành mạnh, bền vững, tạo điều kiện, cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng, giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng giá trị thương hiệu, định hướng để người tiêu dùng có thể lựa chọn các doanh nghiệp có uy tín, lựa chọn những hàng hóa, dịch vụ chất lượng, an toàn, tiết kiệm và giảm thiểu tác hại tới môi trường. Để mở rộng quy mô chương trình, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xây dựng và vận hành hệ thống tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng tại Bộ Công Thương với khả năng mở rộng kết nối tới các địa phương trên toàn quốc. Bên cạnh đó là việc xây dựng và vận hành hệ thống tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng. Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử, các ứng dụng di động nhằm cung cấp thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Amway Việt Nam hợp tác với Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương để thực hiện một số hoạt động tuyên truyền phổ biến trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2020-2021. Trong các năm qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tổ chức các chương trình talk show lần lượt diễn ra tại những trường đại học lớn trên cả nước như Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ trong giai đoạn 2019-2021 với cách truyền tải sinh động, tiếp cận trực diện vấn đề và trang bị cho sinh viên vốn kiến thức về bán hàng đa cấp. Chương trình nhận được sự tham gia và ủng hộ của hàng nghìn sinh viên. Đây là tín hiệu tích cực để thấy được tính hiệu quả và thiết thực trong việc phổ biến kiến thức pháp luật và xã hội cho thế hệ trẻ ngay từ khi ở ghế nhà trường. Tiếp nối sự thành công của chuỗi các chương trình tại các trường đại học đó, nhằm hưởng ứng đề án doanh nghiệp vì người tiêu dùng của Bộ Công Thương, ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên giữa Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Amway Việt Nam để thực hiện chuỗi các hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho sinh viên các trường đại học giai đoạn 2022-2024. Chương trình sẽ tiếp tục chuỗi sự kiện tại các trường đại học trên cả nước để người trẻ có góc nhìn khách quan hơn về ngành hàng và hơn hết giúp sinh viên có lựa chọn sáng suốt dựa trên nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc trước khi trở thành khách hàng, thành viên của bất kỳ doanh nghiệp nào.